rồi hello tất cả quý vị và các bạn chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với một trong những bài giảng rất rất là đặc biệt trong suốt nhiều năm qua tại vì cái hàm lượng tri thức cái sự cảm hứng của nó phải gọi là cao ngút trời và thậm chí bản thân tôi rất là vui rất là tự hào khi mà làm cái bài này đó các bạn cái lý do là tại vì ngày hôm nay tôi sẽ mang một nhân vật vô cùng đặc biệt đến và giới thiệu đến các bạn đó là một trong những người mà tôi nghĩ nếu mà các bạn gọi là bây giờ có nhu cầu đi tìm một người để thần tượng á thì các bạn phải để ý ông nội này liền cho tôi ha à, đó là ai đó là ông marcus aurelius tại sao cái ông marcus này lại rất đáng để tất cả chúng ta cùng xem cùng học và cùng nghiên cứu thưa quý vị và các bạn để tôi nói sơ sơ qua cái profile của ông này ha rồi các bạn sẽ thấy là ai mà biết ông này, nghiên cứu về ông này thì vô cùng may mắn luôn các bạn. Các bạn có biết là Marcus Aurelius đó, chính là một trong những đại minh quân của La Mã. Và thậm chí là có ý kiến cho rằng ông là một trong ba vị hoàng đế vĩ đại nhất trong cái thời kỳ cổ đại luôn các bạn. Tức là gộp chung hết ấy, thì ông rớt vào top 3 đó. Và cái danh sách những cái người mà ngưỡng mộ ông Marcus Aurelius này Phải gọi là rất là nhiều Trong đó có những người nổi tiếng giống như các bạn biết là Shakespeare Tác giả của Romeo và Juliet đúng không? Rồi Bill Clinton, Tổng thống Rồi bà J.K. Rowling Nói chung là các bạn search danh sách những người nổi tiếng mà ái mộ Marcus Aurelius Thì các bạn sẽ thấy là rất rất nhiều luôn các bạn Và cái lời mà nhận xét về ông á Một trong những cái lời mà phải gọi là đúng đắn nhất và đầy đủ nhất á Là đến từ nhà sử học Herodian thì nhà sử học này có viết như thế này trong các vị hoàng đế thì ông là người duy nhất đưa ra bằng chứng về kiến thức thâm sâu của mình không chỉ qua những lời nói hoặc hiểu biết đơn thuần về triết lý mà còn bởi nhân cách không chê vào đâu được cũng như lối sống giản dị của ông à các bạn thấy một trong những nhà sử học nổi tiếng và nhận xét như vậy thì các bạn thấy là nhân vật này đáng để nhiều người trong chúng ta thần tượng và học hỏi và noi theo và bản thân tôi nha tôi cảm thấy cái việc mình học từ hoàng đế marcus aurelius thì khi mà mình học có mình không chỉ học về thành công đâu tại vì đương nhiên chắc chắn là có về thành công rồi ông là vua mà đúng không nhưng không chỉ là về thành công đâu mà chúng ta còn học về cách sống cách để đối xử với nội tâm của mình đó. khi mà căng thẳng khi mà thất vọng và khi mà chán trường có nghĩa là chúng ta thực hành theo những cái phương pháp của ông đó, thì chúng ta sẽ có một cái đời sống rất là vững vàng và hạnh phúc đó là lý do mà tôi đặt cái tựa bài này là ba bài học không bao giờ lỗi thời là như vậy đó và tôi tin chắc rằng không bao giờ lỗi thời đâu tại vì những cái vấn đề mà ông gặp phải khi mà tôi đọc đó, tôi cảm thấy là trời sao, bao nhiêu năm rồi mà nó quen ơi là quen luôn và bây giờ vẫn còn áp dụng được thì tại sao mình không áp dụng đúng không thôi không có dòng dài nữa ha bây giờ mình vô liền luôn cái điều đầu tiên các bạn nha. Rồi hello các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tới với cái lời dạy đầu tiên của Marcus Aurelius. Một trong những cái lời dạy mà tôi rất là thích và hầu như ngày nào tôi cũng ôn lại, tôi xem hết. Đó. Rất là ý nghĩa với cuộc sống của tôi. Nó phù hợp, nó khớp và nó tạo ra một cái sự cảm hứng nó kỳ lạ lắm các bạn. Vậy thì cái lời dạy đó là gì? Đó là đừng có bất ngờ bởi những gì không đáng bất ngờ. Nghe thì đơn giản nhưng mà từ từ tôi sẽ giải thích, tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy là nó sâu sắc như thế nào. Còn bây giờ các bạn chỉ cần nhớ giùm tôi nha. Đừng có bất ngờ bởi những gì không đáng bất ngờ. Tại vì trong rất nhiều trường hợp á, khi mà bạn bất ngờ á có nghĩa là các bạn đang bắt đầu phản ứng lại một cách hàm hồ và sai lầm và đau khổ với những vấn đề xảy ra với bạn nha để cái sự bất ngờ nó xảy ra với cuộc sống của mình á là tự nhiên mình hoang mang lắm tự nhiên mình sốc lắm tự nhiên mình không kịp trở tay lắm các bạn và các bạn biết mà từ việc lớn tới việc nhỏ nếu cái sự bất ngờ nó xảy ra thì cái sự căng thẳng nó tăng lên gấp bội ha và cụ thể cái lời dạy của marcus aurelius là như thế này nè các bạn Hãy nhớ anh không nên ngạc nhiên rằng cây vả sinh ra quả vả, cũng đừng ngạc nhiên rằng thế giới sinh ra cái gì. Một bác sĩ giỏi không ngạc nhiên khi bệnh nhân của ông ta lên cơn sốt. Người lái tàu không ngạc nhiên khi gió thổi thốc vào người anh ta. À, nó sâu sắc lắm các bạn. Bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn nghe hiểu làm sao cho nó đúng. Ví dụ bây giờ bạn đi làm công ty đi. Thưa quý vị và các bạn, một kiểu stress, một kiểu đau khổ mà các bạn phải chịu hàng ngày á rất có thể nó sinh ra từ cái việc mà chúng ta bất ngờ bởi những gì cũ rít ví dụ bây giờ đồng nghiệp bạn đi làm không hợp tác với bạn gây khó dễ cho bạn ví dụ như vậy đúng không thế thì tôi hỏi các bạn có bao giờ các bạn phản ứng với cái tình huống đó bằng một cái sự bực bội và lúc nào cũng bực bội không cho dù nó xảy ra nhiều lần có thể các bạn sẽ suy nghĩ trời ơi sao mình phải làm việc với cái thứ tào lao si ba chao như thế này trời ơi sao lần nào nó cũng như vậy vậy tại sao làm việc ẩu vậy ví dụ abc và lần nào các bạn cũng bực bội như thế bây giờ tôi hỏi các bạn một câu công tâm nè cái này có gì mới không để mà chúng ta phải bất ngờ chúng ta phải bắt đầu bằng cái điểm đó đó cái này có gì mới không và tôi trả lời luôn cái này cũ xì à tại vì nó xảy ra trên một lần một cái người đồng nghiệp mà đáng ghét thì tôi tin rằng nếu các bạn làm việc ở đó đủ lâu quá rất có thể các bạn đã tiếp xúc với cái sự tào lao của người đồng nghiệp đó trên một lần Thế thì cái gì xảy ra trên một lần là nó cũ rồi. Sao lần nào mình cũng phản ứng như vậy vậy? Sao lần nào mình cũng bất ngờ vậy? Nó cũ giống như là 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 cái cây vả mà ra trái vả, cây sung mà ra trái sung vậy các bạn. Có cái gì mà bất ngờ, đúng không? Khi mà các bạn phản ứng như kiểu ủa sao anh lại cọc với tôi? Phản ứng vậy đâu được các bạn, lần nào ổng trả cọc. Cọc hoài luôn, cọc quá trời cọc luôn. Vậy mà bạn làm như là mới lắm là bạn làm như là bất ngờ và lần nào bạn cũng sung thiên lên, bạn bực bội lên, bạn khốn khổ lên, kỳ vậy. Chuyện cũ xì mà bất ngờ nó đau khổ lắm. Bây giờ sẵn đang phân tích các ví dụ liên quan tới cái lời dạy này thì tôi nói thêm vài ví dụ nữa ha. Rồi cuối cùng hết tôi sẽ chỉ các bạn cái cách ứng dụng cái lời dạy của Marcus Aurelius vào cách tìm ra giải pháp cho những cái chuyện này. Các bạn yên tâm đi ha. Một cái ví dụ thứ hai đó là ví dụ về kẹt xe. Tôi biết có những người một tuần đi làm tới 6 ngày và sáng kẹt xe một lần, chiều kẹt xe một lần. À, và lần nào cũng bực cả, lần nào cũng bực cả. Sáng kẹt xe, trưa kẹt xe bực và thậm chí là đôi khi á họ tâm sự với lại những người xung quanh á, kiểu như trời ơi, hôm nay kẹt xe nữa, bực quá, bực quá, bực quá. Và nhiều khi á những người xung quanh cũng thắc mắc, cái này đâu có gì đâu mới. Trước khi mà đi ra khỏi nhà mình đã biết là sẽ kẹt xe mà. Và mình lường trước được nó chứ. Mình biết là à tới cái đoạn đó sẽ kẹt xe. Thế thì có gì bất ngờ, mình biết và mình đâm đầu đi. Thế thì mình gặp kẹt xe như đúng là những gì mình biết trước. Và tới đó mình lại bực ác, à, sao lại kẹt xe nửa vậy? Nó rất mắc cười các bạn, các bạn thấy đúng không? Nó rất mắc cười. Và cái sự bực bội vì một cái sự bất ngờ giả, nhiều khi nó hủy hoại tâm trạng của mình trong ngày hôm đó, đúng không? Đó là một cái sự không khôn ngoan và đưa mình vào những căng thẳng không cần thiết. Tôi nói thiệt đó. đừng bất ngờ bởi những gì không đáng bất ngờ, tại vì trong rất nhiều trường hợp, sự bất ngờ gây ra những phản ứng hàm hồ và đau khổ một cách không cần thiết thiệt. Vậy thì bây giờ, dựa theo cái nguyên tắc sống của Marcus Aurelius, một vị hoàng đế vô cùng vĩ đại, thì chúng ta nên ứng dụng như thế nào? Theo cái cách hiểu của tôi, á, cái điều quan trọng là hãy đừng bất ngờ trước cái đạt. Bạn hãy nhìn cuộc sống này đi, bạn ý thức về cuộc sống này đi và bạn sẽ đoán được chuyện gì xảy ra. Và khi mà bạn đoán được chuyện gì xảy ra thì một là bạn chấp nhận nó hoàn toàn. Hai là bạn nghĩ cách để ứng phó với nó. Đó là điều tuyệt vời nhất. Và đừng có để những cái cảm xúc mà nó chi phối mình, nó làm cho mình giống như một con rối ở cuộc đời này vậy chúng ta quay trở lại với cái ví dụ về kẹt xe từ ở nhà nếu bạn đã để ý đã chú ý đã ý thức thì bạn biết là đúng giờ đó cái khúc đó sẽ kẹt xe thế thì bạn nên lường trước nó và bạn chấp nhận vô điều kiện cái việc kẹt xe vì bạn đã biết nó rồi tại sao bạn lại hy vọng nó sẽ không kẹt xe nó no, nó sẽ kẹt xe nếu bạn chấp nhận à tôi tới đó tôi chấp nhận cái sự kẹt xe tôi không phản kháng gì về sự kẹt xe cả thì bạn sẽ không có bất hạnh và không hề bực bội bạn đừng có coi thường tâm lý con người nha tâm lý con người vi diệu lắm á khi mà bạn chấp nhận rồi á, thì cái nỗi đau nó sẽ không còn đâu. Hoặc là nỗi đau nó sẽ ít lắm luôn đó. Các bạn thấy một cái hình tượng rất là dễ hình dung. Đó là hình tượng của người mẹ đi. Người mẹ khi sinh con á, đúng không? Đau không? Rất là đau. Nhưng tôi nói thiệt các bạn á. Người mẹ chấp nhận được cái nỗi đau này các bạn. Không có cái nỗi đau nào đánh gục được cái người mẹ này. Bởi vì cái sự chấp nhận nó rất là mạnh mẽ như thế. Thậm chí nha. Các bạn suy nghĩ đi. Cái cơn đau này nó còn sinh ra cái niềm vui khôn xiết của người mẹ ở đây. Tôi nói thiệt thành ra cái sự chấp nhận nó hay lắm các bạn vậy thì bây giờ mình quay trở lại với cái câu chuyện kẹt xe bạn suy nghĩ đi và bạn kiếm cái cớ để mà chấp nhận đi bạn kiếm cái lý do để mình chấp nhận đi và chấp nhận hoàn toàn ờ à, ngày nào tôi cũng chịu kẹt xe ở cái đoạn đường này tại vì sao tôi chịu kẹt xe để tôi đi làm và tôi đi làm để tôi có tiền tôi về tôi chăm lo cho gia đình của mình tôi cho tiền con tôi ăn học tôi nuôi ba mẹ tôi nuôi gia đình nhỏ và gia đình lớn của tôi ví dụ như vậy Ngày nào bạn cũng nhẩm đi nhẩm lại đi Bạn sẽ automatic chấp nhận Thậm chí nha Bạn đi lên được một cái level mới Là bạn cảm thấy được À cái kẹt xe này nó cũng có ý nghĩa Chứ không phải không đâu Bạn hiểu ý tôi không? Đó Đó là một cái điều tuyệt vời Của cái được gọi là chấp nhận đó là cái thứ nhất ha còn cái thứ hai nếu không chấp nhận thì sao bạn sẽ lên một cái phương án đi sớm xíu để né sự kẹt xe thế thôi và cuộc sống vẫn tươi đẹp làm việc với những đồng nghiệp mà họ cấu gắt họ không hợp tác cũng như vậy đã xác định còn ở trong công ty này và không có cách nào để né người đó thì phải chấp nhận cái việc làm việc với người đó mình gặp người đó và mình biết chắc luôn là họ sẽ cấu bẳn thế thì tại sao lại bất ngờ mình nên lường trước được à chắc chắn luôn là cái người đó sẽ cấu bẳn và mình đến đó mình chấp nhận chịu đựng sự cấu bẳn của người đó luôn thôi nói thiệt thậm chí không thể phản ứng luôn đó. phản ứng có được gì đâu chấp nhận sự cấu bẳn đó ráng làm cho xong việc nhỏ nhẹ rồi xong thoát khỏi người đó để quay trở lại với công việc bình thường hoặc là rảnh rảnh nếu bạn không muốn chấp nhận cái sự có bạn của người đó thì bạn nghĩ cách đi cách nào đó để người đó không còn có bạn với mình có thể nói với sếp đúng không có thể cố gắng âm thầm để lên chức để mình cao chức hơn người đó và họ không còn dám nạt nộ mình nữa ví dụ vậy đó là cách để mình không có bất ngờ với những gì không đáng bất ngờ mình không phản ứng một cách thái quá <laughs> như thế là ủa sao nó lại xảy ra vậy nó cũ mè mà các bạn ơi nó cũ mè mà và nó sẽ phải xảy ra chứ đừng có nói cái câu mà tại sao nó lại xảy ra chỉ cần thay đổi một cái thái độ nhỏ xíu như thế thôi các bạn Là tâm trạng, sự hạnh phúc, sự bản lĩnh của các bạn đã tăng lên rất nhiều Và để kết thúc lại phần 1 tôi tặng các bạn thêm một câu nữa của ông ha Cảm thấy đau ở tay hai chân là chuyện bình thường Nếu anh dùng tay để làm tay và dùng chân để làm chân Và đối với một con người cảm thấy căng thẳng là chuyện bình thường Nếu anh sống một cuộc đời bình thường của con người Và nếu đều đã bình thường thì sao nó có thể là xấu Các bạn thấy không? bạn xài cái tay cái chân thì một lúc nào đó chắc chắn nó sẽ đau thôi thế thì tại sao khi mà tay chúng ta đau chân chúng ta đau vì chúng ta sử dụng cái tay cái chân chúng ta lại cảm thấy bất ngờ ủa sao nó đau ta ủa nó phải đau chứ có gì phải bất ngờ mình đoán được mà đúng không rất là sâu sắc nha đừng bất ngờ vì những gì không đáng bất ngờ bạn sẽ luyện được một cái bản lĩnh một cái sự điềm tĩnh của một ông vua đó nha ok Rồi, hello các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tới với cái lời dạy thứ hai của Marcus Aurelius trong cái bài ngày hôm nay các bạn ha. Một cái lời dạy mà rất lâu rồi, nhưng tới bây giờ tôi khẳng định với các bạn là nó không hề cũ. Và từ bây giờ về sau nó cũng chả hề cũ. Nó xảy ra hàng ngày, hàng ngày, nhan nhãn, nhan nhãn. Và có một cái điều rất đáng tiếc là trong khi chúng ta đã có câu trả lời từ xa xưa, từ khuya luôn rồi. Nhưng cái thời đại hiện đại văn minh bây giờ, không ít người vẫn cảm thấy vô cùng bế tắc về cái chuyện này các bạn không hề có câu trả lời và tôi thấy rất nhiều người bế tắc về cái chuyện này. Vậy thì cái chuyện đó là cái gì? Thôi bây giờ tôi sẽ nói luôn đi cái lời dạy đó ha. Tôi phân tích, tôi dắt các bạn đi vòng 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 và tin chắc một điều sau khi mà nghe hết cái phần số 2 này, các bạn sẽ hiểu và thấm một cách trọn vẹn nhất ha. Vậy thì cái lời dạy thứ hai này chính là hãy biết bắt đầu từ bên trong bạn. Nghe một cách sơ sơ này thì bình thường lắm để tôi đọc cái lời đầy đủ của Marcus cho các bạn nghe ha có người khinh thường tôi đó là vấn đề của họ vấn đề của tôi là không nói hay làm cái gì đáng bị coi thường à bắt đầu từ bên trong mình là như vậy đó các bạn là sao bây giờ bạn làm một cái điều gì đó miễn là bạn tin điều đó là tốt là không gây hại là được rồi và nếu được thì mình đừng có nghe những cái lời xung quanh các bạn thật ra những cái lời xung quanh cũng tốt cũng hay đó nhưng trong rất nhiều trường hợp những lời xung quanh những ồn ngào xung quanh nó làm nó tác động tới cái suy nghĩ và cái hành vi của mình và nó đưa mình vào một cái trạng thái rất là kỳ cục nhiều khi mình làm đúng nhưng vì những người xung quanh nói abc thế là mình mình làm ra mình hoài nghi mình mình không còn tin tưởng mình nữa giống như là cả một cái số phận của mình đó đúng hay sai không phải là do mình quyết định mà là do những người xung quanh quyết định thì như vậy rất bậy các bạn cái linh hồn của các bạn đó, cái sự nhận thức của các bạn phải tới từ các bạn trước phải nhớ như vậy nha bạn phải tin vào cái bản chất của những gì bạn làm ra nó bắt đầu ngay cái nguồn đầu vào là các bạn các bạn tôi thấy có rất nhiều trường hợp trong cuộc sống này người ta làm một cái hành động và người ta biết chắc là cái đó là xấu luôn nhưng khi mà xung quanh họ có ai đó động viên có ai đó nói ừ tao thấy mày làm cũng tốt mà đâu có ai đâu xấu thế là họ thay đổi hoàn toàn luôn cái suy nghĩ của mình về cái điều xấu đó họ đã từng thấy cái điều đó xấu nhưng có người nói ủa tao thấy cũng tốt mà họ thay đổi hoàn toàn và họ kiếm một cái lối ra họ tin tưởng à tôi đang làm điều tốt tôi không còn xấu nữa abc à, kiểu như vậy thì cái này là nó sai lầm lớn lắm luôn đó các bạn tôi nói thiệt thí dụ bây giờ bạn bán một cái cửa hàng đồ ăn đi đúng không bạn bán một cái cửa hàng đồ ăn đi và bạn bỏ những cái đồ mà gây bệnh vô đồ ăn bạn bán bạn biết cái này là sai đó đúng không nhưng ai đó xung quanh nói ôi sao thấy cái này cũng bình thường có gì đâu không có chết đâu cứ bỏ đi không tự nhiên bạn lại thấy đúng ừ tôi thấy tôi cũng thanh thản lắm tôi không có làm gì sai cả ủa gì kỳ vậy rõ ràng mình biết nó là sai mà người khác nói đúng cái mình nghĩ là đúng về linh hồn mình ở đâu chính kiến của mình ở đâu cuộc đời này ai làm chủ và một cái hướng ngược lại các bạn mình làm một cái điều mình biết chắc là tốt trăm phần trăm ví dụ mình đang ở trong một cái khu nhà trọ chẳng hạn và mình phải ở chung với những người bạn xung quanh Tự nhiên cái mình lấy sách ra mình đọc, mình ngồi mình học, mình nâng cao chuyên môn. Cái mấy đứa bạn của mình nó cười mình nó nói ui bài đặt làm màu. Thế thì tự nhiên cái mình nghe người ta nói vậy, cái mình cũng thay đổi luôn. Mình bắt đầu dẹp không học nữa, bắt đầu chuyển qua chơi game cho giống người ta. Ủa gì kỳ á? Mình làm một cái điều mình tin chắc là đúng, người ta nói sai cái mình đồng ý là sai luôn. Kỳ vậy. Các bạn thấy đúng không? Tôi lấy hai cái trường hợp rất là bình dân để các bạn dễ hình dung á. Nhưng cái đại ý ở đây là các bạn phải bắt đầu từ bên bạn, bạn làm những gì bạn tin là đúng, bạn check bản thân bạn, cái trái tim và cái lý trí của bạn có cho rằng cái đó là đúng hay không và nó đúng là ok rồi. Thực ra rất dễ biết một cái hành động có gây hại hay không. Mình cứ nhìn đi, điều mình làm cái trái tim mình có hướng về hay không, có gây hại cho ai hay không, nếu không thì có gì đâu, đúng không? Và tôi tặng các bạn thêm một cái câu nữa của Marcus Aurelius cũng về cái vấn đề này luôn ha. Khi mới thức dậy, hãy tự hỏi, có gì khác biệt với anh không khi người khác trách anh đã làm một việc mà anh cho là đúng, không có gì khác biệt các bạn thấy là một vị minh quân, một ông vua và có một cái trạng thái trí não và bản lĩnh phải gọi là xuất sắc. Anh làm một cái việc mà anh cho là đúng thì người ta trách anh hay không thì cái việc đó bản chất nó không thay đổi, chứ không phải người ta trách anh thì anh nghĩ cái việc anh làm từ đúng trở thành sai, hoặc là người ta khen anh thì anh nghĩ một cái việc anh làm từ sai thành đúng. Cái đó không có lập trường nha. Và thôi thêm một cái câu nữa đi tặng các bạn nha. Thêm cái câu nữa cho dù ai làm hoặc nói bất cứ điều gì, nhiệm vụ của tôi vẫn cứ là tốt. Giống như vàng, ngọc lục bảo, áo tía, lặp lại nhiều lần con tự nhủ này nha. Ý là ổng, ổng tự nhắc bản thân ổng á. Cho dù ai làm hoặc nói bất cứ điều gì, nhiệm vụ của tôi vẫn cứ là ngọc lục bảo. Màu của tôi vẫn không phai. Có nghĩa là gì? Bản thân mình á, lời nói bên ngoài như thế nào đi chăng nữa cũng không thay đổi được mình. Mình là mình anh khen tôi cảm ơn anh chê tôi ghi nhận nhưng tôi có cái triết lý sống của tôi có một cái hệ thống quy chuẩn của riêng tôi có những cái tiêu chí làm như thế nào để sống tốt của riêng tôi và tôi sống theo cách mà tôi muốn tôi làm điều tốt và không gây hại cho ai và tôi rèn luyện rèn luyện mỗi ngày để cái niềm tin đó của tôi càng ngày càng sâu sắc tôi tiếp tục làm những điều tốt kể cả xung quanh tôi sẽ có những người chê cười thì đó là một cái thái độ phải gọi là bất khả chiến bại luôn tôi nói thiệt các bạn sống như thế bất khả chiến bại và chắc chắn thành công các bạn chắc chắn sẽ dẫn các bạn tới một cái dạng thành công nào đó trong cuộc sống này. Việc những cái người này họ sống tốt, họ sống có lý tưởng và họ rất là kiên định các bạn. Họ làm điều họ tin là tốt, họ kiên trì, kiên trì, kiên trì theo đuổi và bạn hãy nhìn qua những cái người thành công đi. Những cái ông mà doanh nhân này nọ, thời gian ban đầu lúc nào ông cũng bị phản đối hết á. Tại sao lại có chuyện đó các bạn? Vì mấy ông khác biệt quá mà. Nhưng tận sâu bên trong ông, ông tin là đúng là cái thứ nhất. Cái thứ hai không hại ai thì ông cứ làm thôi. Và cuối cùng hết khi mà mấy ông thành công thì người ta lại đâm ra ngưỡng mộ. Cuộc đời là như vậy. Đúng không? Cuộc đời là như vậy mà. Nên hãy nhớ nha, hãy bắt đầu bằng chính mình. Mình làm những gì mình tin là đúng và kiên định với nó. Người khác nói ở bên ngoài, bạn có thể trân trọng. Bạn xem đó là một cái dữ liệu để quán chiếu và kể cả đối chiếu cuộc đời của mình sôi vào đó để coi check lại thì ok như vậy được nhưng nếu mà bạn sống ở một cái trạng thái mà hễ ai đó chê bạn và bạn ngay lập tức thay đổi quan điểm của mình bạn không check không kiểm tra không có một cái sự rèn luyện để có chính kiến lập trường thì các bạn sống giống như thể là một cái con robot bị người ta điều khiển và giật dây vậy. Cuộc sống của bạn không đi tới đâu hết. Hãy nhớ cái chuyện này nha. Rồi, mến chào tất cả quý vị và các bạn. Đây là cái phần cuối cùng của cái bài ngày hôm nay các bạn ha. À, thực ra đây không hẳn là một cái lời dạy chính thức của Marcus Aurelius thực ra chưa bao giờ mà ông nói một cách rõ ràng về cái chuyện này hết nhưng cái này tôi nhìn ông làm và tôi bắt chước và tôi ráng tôi áp dụng tôi nhìn vào những gì ông làm chứ không phải là những gì ông nói đối với cái triết lý này vậy thì cái này là cái gì thưa quý vị và các bạn ai trong chúng ta cũng nên có một cuốn sách self Help của riêng mình tôi biết nhiều người trong các bạn nghe cái chữ self Help là các bạn diễn lắm diễn lắm các bạn đúng không nhiều người trong các bạn nghĩ là sách self help là chắc là sách dạy làm giàu sách uh, chỉ mu mẹ qua gì cả trong khi đó cái chữ self help ở đây self là tự help là giúp self help là tự giúp đơn giản vậy thôi thế tại sao chúng ta lại ghét cái sách tự giúp ha và đương nhiên ở đây tôi sẽ không có <laughs> tôi chỉ nói bâng quơ chút xíu thôi cái chính ở đây là về nè tôi không có đang quảng cáo một cuốn sách self help nào đâu tôi chỉ đang muốn nói một cuốn sách self help của riêng mình và các bạn biết ai là tác giả của quyển sách đó không chính là các bạn đó bạn là tác giả của một quyển sách self help của chính cuộc đời các bạn nghĩa là một cuốn sách các bạn tự viết cho chính mình tự răng dạy chính mình tự rút ra những kinh nghiệm trong cuộc sống của mình nó không hẳn là nhật ký nó giống như là danh sách những điều mà chúng ta chỉ dạy chính bản thân mình sau khi trải qua việc a việc b việc c trong cuộc sống của mình vậy thôi và cái ý tưởng về cuốn sách self help của chính đời mình thì tôi lấy từ cái quyển là meditations của Marcus Aurelius có nghĩa là phần lớn những tư tưởng của Marcus được để lại trong thời đại ngày hôm nay thì nó đều đến từ một cái nguồn chủ yếu đó là quyển sách meditations và ở việt nam các bạn có thể check cuốn sách tên là suy tưởng và tôi nói luôn là cái bài này không có là phải lòng là cái điều quảng cáo với cuốn sách này vì tôi quá thích cuốn sách này nên tôi giới thiệu lên ở trên cái kênh của mình thế thôi ha đó là quyển meditations của chính Marcus Aurelius đây là một quyển sách mà ông viết ra và ông không bao giờ muốn là người ta đọc thiệt luôn và sau này khi ông qua đời rồi người ta tìm người ta thấy thôi chứ ổng là đây giống như là cái cuốn sách tự răng ổng bí mật lắm các bạn đây là một cái tài liệu hoàn toàn bí mật của ông vua này và ông không muốn ai biết hết á nhưng sau này người ta thấy người ta lụm ra rồi người ta phát hành công khai luôn đó là quyển meditations ha thì các bạn biết meditation hay là suy tưởng trong tiếng việt là tập hợp lại những cái lời răng dạy của marcus aurelius tự răng dạy chính mình Ông không có nhu cầu dạy ai hết ổng dạy bản thân ổng thôi ổng thấy hôm nay ừ một ngày xảy ra có điều gì cần lưu ý ổng ghi vô cuốn sách đó để ổng răng dạy bản thân ổng ổng thấy có cái triết lý hay ổng ghi lại và ổng nhắc bản thân mình hãy áp dụng triết lý đó ổng cảm thấy mệt mỏi về cuộc sống ổng ghi lại những cái lời răng dạy rằng ừ mày đó tức là gọi bản thân mình nó nôm na vậy thôi là mày nên sống như thế nào cho tốt hơn ghi ra vào cuốn sách đó tôi thấy đây là một cái ý tưởng quá hay tại sao mình không áp dụng với bản thân tôi nha, tôi tiết lộ các bạn chút xíu về cái quyển sale help của chính bản thân tôi nha. Cái thời gian mà tôi chưa dậy sớm á, tôi chưa thức dậy sớm được á. Có một cái dòng tôi ghi trong cuốn sổ của mình. Một cái nốt thì đúng hơn chứ không phải là một cuốn sổ. Tôi ghi vậy nè. Con chó buổi sáng thức dậy có cần báo thức không? Vậy mà mày báo thức mấy lần vẫn không chịu dậy. Tôi tự với bản thân mình như vậy đó các bạn. Sốc tới vậy luôn nhưng tôi muốn như vậy. Đó là một cái phiên bản tốt hơn của tôi đã dạy bản thân tệ hại của tôi vào lúc đó. Và tôi viết vào trong cái nốt của mình. Đó. Lâu lâu tôi đọc lại. Một tuần, hai tuần, ba tuần tôi đọc lại. Vì thực ra tôi nói thiệt. Cái hay của cái quyển sách mà tự giúp mình làm sao? Tác giả là mình. Mình đọc từng câu từng chữ mình hiểu hết. Vì đó là ngôn từ của mình mà. Là thái độ của mình mà. Và mình tiếp thu nó rất là nhanh. Nhanh hơn nhiều lắm luôn so với sách của người khác. Nên tôi là tôi có cái quyển sách của chính mình là như vậy đó. Và hàng ngày tôi cứ thêm, 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 thêm vào quyển sách đó. Và tới bây giờ tôi vẫn còn thêm. Hễ cuộc đời của tôi có một cái vấp váp, có một cái thất bại gì đó. Tôi nhìn lại thất bại đó và tôi tự dạy bản thân mình là mày nên làm gì để cuộc sống của mày tốt lên. Bởi vậy tôi cũng là người viết sách sale hợp á. Chỉ là tôi không phát hành thôi. Và đương nhiên nó bí mật lắm. Tôi không bao giờ muốn ai đọc cái quyển sách của tôi. Và tôi tin các bạn cũng nên như vậy. Rồi cũng có một cái dòng khác cũng trong cái quyển sách của tôi. Tôi ghi là vậy. Mày nhìn lại đi, một ngày mày ngủ được bao nhiêu tiếng? Mày thức tới tận khuya rồi mới thức dậy là mày nhào vô máy tính mày làm liền, rồi cả ngày của mày chỉ có tiêu cực, sân si. Bây giờ mày bệnh là đúng rồi, chắc cái gì nữa? Bệnh là đúng. Nếu mày muốn không bệnh thì mày đừng làm những gì mà tao vừa mới kể ra thì mày hết bệnh vậy thôi các bạn thấy không? mình tự chửi mình tự nói chính mình tự răng dạy mình tùy vào ngôn từ của từng người sẽ có người mạnh sẽ có người nhẹ thì tùy các bạn còn tôi thì tôi khắc khe với bản thân mình là như vậy tôi thương bản thân mình lắm nhưng tôi cũng rất khắc khe và tôi dùng những cái ngôn từ nặng nề nhất dành cho mình đương nhiên là tôi sẽ không có bị tổn thương vì những cái từ mà tôi dành cho mình đâu tôi thấy nó truyền cảm hứng nhiều hơn thì đó là cách mà tôi phát triển đó trải qua một ngày suy nghĩ lại sai lầm chỗ nào lúc nào tôi cũng dạy mình trong cuốn sách đó hết và tôi xem thường xuyên các bạn tôi nói tôi xem thường xuyên và tôi thấy là mình phát triển rất nhiều tôi vui lắm có một cái lý do vui là mọi người cứ bảo sao tôi không viết sách bây giờ tôi có thêm một lý do hài hài cho các bạn nghe là tôi bận tôi viết cuốn sách cho riêng tôi rồi tôi không có phát hành sách đâu ít nhất là bây giờ tôi nghĩ là không bao giờ tôi muốn viết sách để phát hành ra đại chúng ha thôi đó là những gì mà bài học thứ ba này tôi muốn truyền tải đến các bạn tôi thấy ông marcus aurelius ổng có một cuốn sách sale cho bản thân ổng hay quá tôi cũng muốn có một cuốn y như vậy thôi thì một ngày tôi viết viết viết, viết vậy thôi ha truyền cảm hứng lắm các bạn mình dạy mình dễ vô lắm ít tự ái <laughs> thôi đó là ba cái bài học không bao giờ cũ từ một vị minh quân một trong những người phải gọi là nổi tiếng và thành công nhất trong số những ông vua cổ đại ha thì tôi mong là tất cả chúng ta đều động làm một cái điều gì đó các bạn tin ý thì các bạn sẽ thấy là tôi cố tình chọn ra rất là nhiều những cái điều đơn giản cơ bản và mặc dù là những cái triết lý này là rất là cổ xưa nhưng mà ví dụ của tôi toàn là về thời hiện đại không à tôi mong các bạn thấy được một cái khía cạnh mới mẻ của nó ha và đương nhiên cuốn sách meditations này thì cũng hơi khó đọc nhưng mà kiên trì cố gắng nỗ lực thì đọc sẽ thấm sâu sắc lắm các bạn ha thôi cái bài kỳ này thì tới đây là dừng được rồi bye bye các bạn nha xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau